Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 3 chén rượu mời. Kết thúc chương 3. Đêm khuya ngày 12 tháng 9 năm cảnh thái 33, 7 ngày trước chính biến, dưới chân núi nộ thương. Đại mạc như biển, khoái mã chạy như bay, đó là quân mã của cổ lực hãn, ngàn kỵ binh xuống núi tuần tra, lao về phía biển bạc rộng lớn. Trăng tròn chiếu giỏi, bốn nghìn vó ngựa rung trời rơi xuống đất, ngàn ngựa lao nhanh, tung lên những làn sóng trắng bạc cao khoảng 10 trượng, những làn sóng bạc từ biển cát dâng lên trời. Năm người đang chạy trên sa mạc lần lượt dừng lại, nhìn thấy bóng người đang chạy trốn cầm một ấn thạch trong tay, dần dần ngã xuống đất, trước ngực hắn treo một đứa trẻ sơ sinh, đúng là Lưu Vân. Cờ chữ nộ bay về phía hắn, lư vân nhẹ nhàng ngã xuống đất không thể cử động được nữa những người khác thấy quân ngựa lao tới đều hoảng sợ chỉ thấy hồ mị nhi cao thiên nghiệp cao thiên thành dần dần rút lui chỉ cần đợi tình thế không ổn sẽ lập tức xoay người bỏ chạy tát ma lại lộ ra vẻ diễu cợt chỉ nghe một tiếng quái giống bạo hán ném giáo ra một tiếng vèo sắc bén vang lên thương giáo như rồng bay bay thẳng về phía quân mã đang phi nước đại thương giáo bay về phía đầu, lập tức tướng lãnh kẹp chặt bụng ngựa, eo chân cùng phát lực khiến cả người và ngựa đều ngả xuống, lúc này mới cứu được tánh mạng. Tướng lãnh kia chính là nghĩa tử của sát kim cổ lực hãn, khánh dương cách nộ thương ước chừng trăm dặm, cổ lực hãn phụ mệnh xuống núi tuần tra, kiểm tra bố trí của triều đình trên đường đi, không ngờ lại gặp phải đám người lưu vân. Hắn thấy tát ma cuồng bội như thế, vừa kinh hãi vừa tức giận, hét lớn bằng phiên ngữ, nhắm vào người này. Ngàn kỵ khoái mã tản ra bầy trận, vô số vòng dây thừng bay tới quấn lấy thân thể to lớn của tát ma, cổ lực hãn cả giận nói, kéo. Rồi ngựa vung lên, trong bầu trời đêm vang lên một thanh âm chói tai, ở giữa mông ngựa, năm con tuấn mã bị quất đau lao ra năm hướng, xưa nay từ hình thủ pháp hàng trăm hàng ngàn, có thiên đao vạn quả lăng trì, còn có cùng nặng hàng trăm cân xương quay xanh chỉ là đủ loại khổ hình bên trong, ngũ mã phanh thây là từ trạng thảm nhất. Nhìn thấy tát ma bị một lực lớn như vậy, thân mình tất nhiên thảm nứt năm khối, rất khó có thể khâu ghép lại được toàn vẹn. Một tiếng banh vang lên, dây thừng được tác động mạnh, treo thẳng lên không trung, chợt có năm kỵ binh đứng dậy hét lớn. Cổ lực hãn vừa kinh vừa giận, lớn tiếng kêu đáp lời, xuất lực. Xuất lực kéo, roi ngựa rơi khỏi tay, thúc ngựa liên tục, mặc dù không ngừng cố gắng, năm con ngựa vẫn thở hồng hộc, bị Tát Ma kéo lùi lại. Đại Uyên ở vùng Tây Bắc có nhiều ngựa nổi tiếng, ngựa chân dài, thân hình cao lớn, tuy không chịu khổ nhọc bằng ngựa Mông Cổ nhưng xét về sức mạnh vẫn là hơn xa những con ngựa trung thổ, Mông Cổ khác là loại tốt nhất thiên hạ. Ai ngờ hôm nay năm con ngựa tốt Đại Uyên lại gặp phải châu rừng, cam chịu thế hạ phong. Mọi người đến tuổi này còn chưa gặp qua chuyện man dợ như vậy đều cả kinh ngây người ngay cả hồ mị nhi cao thiên nghiệp cao thiên thành cũng ngơ ngác không nói nên lời ngụ mã phanh thây không thành liền tới vạn thương xuyên tim cổ lực hãn quát động thù nghiến răng nghiến lợi một thanh giáo được ném thẳng về phía tát ma chỉ một thoáng hàn quang chớp động xé toạc không khí tư phía trăm binh giáo bay ra chặn đường rút lui của tát ma bỗng nghe thấy một tiếng hét kỳ lạ, bóng đen ở giữa sa mạc gấp khúc thành vòng, năm sợi dây thừng dày nặng đong đưa qua lại, trong nháy mắt làm chạch hướng vô số mũi tên và ngọn giáo. Trăng lưỡi liềm như một cây móc treo cao trên bầu trời, tát ma ra sức vận kình, một tiếng gầm kỳ lạ vang lên, năm con ngựa chu lên giữa sa mạc, ngã một vòng trên mặt đất, cát bụi bay lên, màn bụi bạc cao đến 10 trưởng. Trong chốc lát che khuất các trăng sao yêu ma ở giữa sa mạc quay lại nhìn Lưu Vân, miệng treo nụ cười giữa tợn. Lưu Vân nhẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng yêu ma dưới ánh sao, tay phải cầm vân mộng trạch hơi run lên, đứa bé trong lòng ngực nhìn thấy ánh mắt chuông đồng dã thú, lập tức quả khóc lên. Tát ma đáng sợ, tuyệt không phải chỉ ở lực lớn vô cùng, mà còn vì hành vi của hắn cực kỳ đê tiện, đối mặt với một yêu ma như thế ngay cả ngũ định viễn cũng phải chịu tổn thất lớn lư vân phải làm sao tát ma cười lạnh đưa miệng vào sợi dây thừng trên cổ tay há miệng cắn một miếng thực sự cắn đứt nút thắt dày đặc hắn há miệng nhai nó phun tung tóe nốt dây thừng xuống mặt đất hắn hạ người xuống xé rách dây thừng quanh chân dã nhân trước mặt thực sự tàn bạo ngay cả nghe con mới sinh cũng hiểu được sợ nó đám người cao thiên nghiệp Hồ Mị Nhi ở một bên nhìn thấy ánh mắt hắn, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi. Mắt thấy quân mã nộ thương không những không thể bắt giữ cao thủ mà còn sợ bị nó giết phân nửa, Lưu Vân sợ hãi, lập tức ôm đứa trẻ bỏ chạy về phía tây, sau lưng tát ma ngửa mặt lên trời giống to, dưới chân nhẹ điểm lao về phía Lưu Vân. Lưu Vân bị tát ma đánh vào cả hai chân, thân chịu nội thương, công lực không thuần, lúc trước đánh cược mạng sống chạy như điên, sớm đã hao hết thể lực. Lúc này tâm thần mệt mỏi, càng khó kéo dài. Quả nhiên trốn không vài thước, sau lưng tiếng gió thổi đến, nắm đấm to của tát ma thực sự đã chạm tới cách vài tấc sau lưng hắn. Liền vào giờ phút này, Hồ Mị Nhi cũng đã dừng lại ở trước mặt, Lưu Vân thở hồn hển, không biết làm sao ngăn cản, lại nghe nàng thét to. Ngu ngốc, người còn muốn sống, liền lập tức đầu hàng. Không cần cậy mạnh. Hồ Mị Nhi tương miệng chửi bậy, nhưng ngôn từ có ý khuyên nhủ rất rõ ràng, hóa ra điều nàng ta mong muốn chính là không muốn Lưu Vân chết thảm như vậy. Tính mạng của Lưu Vân đang treo lơ lửng, hắn biết nếu bị trúng một cú đấm, tất cũng sẽ giết chết đứa bé, hắn hô to một tiếng, ném đứa bé ra ngoài, tát ma lúc này chỉ nghĩ cướp đoạt ngọc tỷ, không để ý đến động tính của đứa bé, cao thiên nghiệp lại là một kẻ âm hiểm, hắn thấy này nam tử người mang ngọc tỷ rồi lại mang theo một đứa bé vô danh chạy trốn sớm đã chú ý nghĩ ngợi nói người này trên người mang theo mộc tỷ thi thể ở sông vĩnh định lại đã mất tích chẳng lẽ đứa nhỏ này là trong lòng hắn hiểu ra lập tức hét lên mau bắt lấy đứa nhỏ này đứa nhỏ này không chừng là di tử của liễu ngang thiên vừa nói hắn vừa nhảy lên phi thân đoạt lấy đứa bé mắt thấy trẻ con gặp nạn tính mạng lưu vân cũng bị đe dọa vào thời khắc sinh tử, chợt thấy một bóng đen phát sau mà đến trước, đã ôm đứa trẻ đi, nhanh hơn Cao Thiên Nghiệp một bước, Lưu Vân vừa mừng vừa sợ, cuốn quyết xem, đứa trẻ mới sinh đang được một nữ lang ôm trong tay. Cao Thiên Nghiệp đang muốn đoạt lại, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, đánh. Một luồng ánh sáng xanh bay đến trước mặt, bức cho hắn kinh hoàng chạy trốn, lại là độc tiêu. Ám khí này thoạt nhìn không xa lạ, nhưng nhìn người ra tay, chỉ thấy nàng dung mạo rất xinh đẹp nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sát khí tất nhiên là hồng phấn kỳ lân nộ thương sơn tới rồi lư vân ngơ ngác nhìn sự sống chết của đứa bé nhưng lại không để ý tới cú đấm nặng nề của tát ma mắt thấy sắp bị trúng chiêu bỗng nhiên hàn quang chợt lóe một thanh trường đao hoành nhập giữa không trung bước lui tát ma một bước nhưng một vị tướng trẻ đã nhảy tới lớn tiếng nói con trâu xấu xí này từ đâu đến sao dám dương ngoai ở nộ thương. Hai sự tiếp viện mạnh mẽ từ nộ thương đã đến, Lưu Vân thấy người này mặt đầy dâu, đúng là cửu mệnh phong từ thường tuyết hận. Lưu Vân thấy hắn tới, đã có thêm một đồng bọn để chống lại kẻ địch, nhất thời vui mừng hoan hô. Thường tuyết hận thấy người này có dâu, giống như thân huynh đệ của mình, không khỏi cả kinh, nói, ngươi là ai? Lưu Vân còn chưa tới kịp trả lời, Tát Ma đã ném một thanh giáo vọt tới đầu, Thường Tuyết Hận giơ đao lên, hai bên lực đảo chạm nhau, chấn động khiến cổ tay hắn tê dại, binh khí suýt nữa rời tay. Thường Tuyết Hận cả kinh nói, thật là một châu lợi hại, rốt cuộc nó từ đâu đến? Mắt thấy Tát Ma có thể giết chết Thường Tuyết Hận, hiểm nguy trùng trùng, khuôn mặt Lưu Vân biến sắc, rút ra vân mộng trạch, liền muốn liều chết ngoan cố chống lại. Đang ở lúc này, nghe được một người quát mọi người tránh ra, để ta gặp hắn. Tiếng chưa tắt, một thân ảnh cao lớn nhảy vào giữa, nhanh hơn Lưu Vân một bước, người nọ vừa bước vào, thân hình xoay tròn như con quay, nhất thời khơi dậy vô số hàn quang, đôi tay hắn cầm một binh khí thật lớn, tựa đao lại không phải đao, giống một cây thương lại không phải thương, ánh sáng lạnh lẽo như một con rồng trắng trói mắt, khắp nơi vang lên âm thanh sắc bén của binh khí, đã tiếp được vô số sát chiêu của tát ma quả nhiên là hắn, ngôn nhị nương đã hiện thân, người này tất ở gần. Người đến khoảng 40 tuổi, thân hình to lớn, dùng mạo tuấn Mỹ, lại là Tây Lương tiểu lữ bố hàn nghị tới rồi. Ngôn nhị nương hiện thân, thường tuyết hận giao chiến, tự đều không đáng sợ hãi. Ngôn nhị nương dù tàn nhẫn và hung dữ đến đâu, cũng có thể không mạnh hơn hồ mị nhi, hai người cùng là nữ tướng, quen với việc sử dụng ám khí một trọi một tất nhiên là không sợ thường tuyết hận càng không là đối thủ của cao thiên nghiệp, chỉ là tiểu lữ bố lại không phải là nhân vật giang hồ tầm thường có thể so. Người này đứng hàng ngũ hổ, võ công cao cường, trăm triệu không thể khinh thường, hồ mị nhi tự biết không ổn, đã là quyết định lui bước, lập tức nhảy lùi lại vài trường. Đám người cao thiên nghiệp, cao thiên thành ánh mắt lóe lên, cũng có ý định rút lui. Tát ma lại là một kẻ man cuồng, nghe hắn cười ha ha hắn nhặt hai thanh giáo trên mặt đất, tả hữu hai tay múa may xoay tròn, đi thẳng về phía tiểu lữ bố, muốn ganh đua cao thấp với hắn. Tát ma chiều cao chín thước, chính là cự hán thế gian hiếm thấy, khi phát động giáo lực lớn vô cùng, đúng như người mặt thú thân quái vật, chỉ là tiểu lữ bố chính là võ tướng tiên phong của nộ thương, anh hùng can đảm, chiều cao mười thước, còn cao hơn tát ma nửa cái đầu. Hình thể chỉ có càng thêm uy phong mắt thấy yêu ma khiêu khích, làm sao có thể sợ hãi. Lập tức ngạo nghễ ra tay, phương thiên hỏa kích liên tiếp đoạt chiêu, hai tay giáo của tát ma quét qua, chỉ thấy hai hắc ảnh thật lớn lăn qua lộn lại, binh khí múa may, giữa không trung lôi ra một đạo lại một đạo hàn quang, không ngừng va chạm. Hai người liên tục đánh năm chiêu, lấy sức châu mà nói, lại là tát ma thoáng chiếm chút thượng phong, tiểu lữ bố không muốn cùng hắn đấu lực, dựa vào binh khí thần kỳ, họa kích trăng non quay cuồng nhất thời khóa chặt một thanh giáo mạnh mẽ truyền tới khiến thanh giáo rời tay bay ra đang muốn y dạng họa hồ lô gỡ một thanh giáo khác xuống chợt thấy tát ma quái giống một tiếng tự ném binh khí ra bước nhanh về phía trước muốn chém giết bằng công phu cận chiến hàn nghị cười lạnh một tiếng trên tay hắn đại kích tuy dài nhưng tấn công xa gần đều thuận lợi lập tức quỳ gối vòng kích một tiếng bang gậy kích đảo đánh lại quét về phía chán tát ma tát ma hét lên điên cuồng không kịp né tránh bị thanh thép đâm trúng một tiếng vang lớn máu chảy dài mọi người gieo hò ầm ĩ nào biết tát ma cũng không chịu đau đớn vô ích tuy bị một đòn nặng vào chán nhưng tay hắn đã thừa cơ túm lấy vạt áo của tiểu lữ bố dưới chân đảo qua khiến hàn nghị ngã xuống đất đây đúng là kỹ xảo đấu vật độc môn của mông cổ chuyên dùng trong đấu tay đôi vật lộn quả nhiên liền cho hắn đắc thủ. Tát ma đè trên người hàn nhị, vặn trụ cánh tay, liền muốn thừa cơ bẻ gãy. Mọi người đều biết tát ma lực mạnh như châu, lúc trước lấy thân thể bản thân bám trụ năm con khoái mã, đủ thấy sức châu kinh người, thường tuyết hận lại hoàng lại sợ, đang muốn viện thủ. Nhưng ngôn nhị nương lại nhàn nhạt nói, đừng sợ, muốn so đấu vật, hắn đánh không lại phu quân ta. Lời nói ra, đối với võ công của trượng phu hết sức tín nhiệm, Tiếng chưa tắt, quả nhiên tiểu lữ bố một tay trống xuống đất, điên cuồng hét lên, dù có một con trâu lớn ngủ trên lưng, thân mình vẫn cách mặt đất dựng lên, tát ma không dự đoán được người này lại dũng mãnh như thế, không khỏi giật mình, liền vào giờ phút này, hàn nghị xoay người đảo lại, hất tát ma ngã xuống đất, với một cú xoay người như vậy, ngược lại là hắn ngủ nằm ở trên người tát ma, dùng lực để hắn xuống đất. Hàn nghị có lý nào buông tha, khuỷu tay phải như mưa, liên tục đánh vào sau lưng đánh tát ma đến đầy mặt máu còn khuỷu tay trái như bố lại hết sức đánh vào thắt lưng tát ma chiêu thức âm hiểm vô cùng khiến cho quái vật này miệng sùi bọt mép tiểu lữ bố tuy rằng lợi hại nhưng tát ma còn có vô số ám chiêu chưa ra quả nhiên tát ma hai mắt trắng rã mang theo sự tức giận và hận thù hắn liều chết đưa tay ra chụp lấy phần hạ âm vùng nhạy cảm của tiểu lữ bố hàn nghị thấy thủ đoạn bẩn thỉu bậc này tất nhiên là kinh hãi vội vàng lăn sang một bên khoảng cách giữa hai người được kéo ra tát ma chớp lấy cơ hội đẩy mạnh đầu gối về phía trước đánh vào đỉnh đầu và sau lưng một tiếng động lớn vang lên hàn nghị bổ nhào nhảy ra ngoài địch nhân thủ đoạn đê tiện dị thường hàn nghị tất nhiên vừa sợ hãi vừa tức giận mắt thấy tát ma giống giận kêu to lao về phía mình muốn hạ sát thủ nhưng giờ phút này hắn đã ngã xuống đất sơ hở đã lộ ra, phải làm sao bây giờ? Chuyến này nộ thương có rất nhiều hào thù, ngoài tiểu lữ bố, còn có đám người ngôn nhị nương, thường tuyết hận và cổ lực hãn hỗ trợ ở bên cạnh, chỉ là chiêu thức của tát ma cuồng dã quái dị, đột nhiên không kịp phòng bị, trong nháy mắt đã rơi vào thời khắc sinh tử mấu chốt, lại không một người tới kịp viện thu Ngôn nhị nương hoa dung thất sắc, vội vàng sửa tay vào ngực, khó khăn lắm lấy ra phi tiêu, thiết quyền của yêu ma kia đã đánh về phía huyệt bách hội của phu quân, lại là chậm một bước, huyệt bách hội chính là điểm yếu hại của cơ thể, chịu một đòn nghiêm trọng nhất định óc vỡ toang, mọi người chứng kiến kinh hoàng thất thố, đúng lúc này, một vật gì đó đột nhiên từ trên trời bay xuống, thấy là một chiếc roi ngựa, thoáng chốc tóm lấy mắt cá chân của hàn nghị, kéo hắn ra xa ba thước. Một tiếng vang lớn nổ lên, cú đấm của tát ma vẫn đánh xuống nhưng là đánh vào hư không mọi người kinh hỉ không chừng, cuống quýt nhìn lại, dưới ánh trăng nhìn thấy một nho tướng ngồi trên lưng ngựa, người này khí độ ung dung, tay phải nắm roi ngựa, nghĩ đến đó là hắn ra tay cứu người. Lư Vân chợt nhìn thấy cố nhân, hốc mắt đỏ lên, cuống quýt vội vàng lăn đảo, hét lớn, lục ra. Đợt tiếp viện thứ ba của nộ thương, người tới chính là tù lĩnh song long trải, một trong ngũ hổ tướng, giang đông phàm ảnh lục cô chiêm. Hàn Nghị bị đối phương ra chiêu ám toán, tất nhiên là tức hận dị thường, đương trường xoay người nhảy lên, túm lên phương thiên hỏa kích, hết sức liều giết tát ma, roi ngựa của lục cô chiêm lại nhanh hơn một bước, đầu tiên quét ra một cái nửa vòng tròn, sau đó xoay chuyển giữa không trung, giành trước đánh chúng yêu ma. Cường viện của nộ thương đã đến, một tiểu lữ bố đã khó chơi, huống chi lại đến một lục cô chiêm. Đám người hồ mị nhi, cao thiên nghiệp thấy thế không ổn toàn bộ xoay người bỏ chạy tát ma dù có man dở hay ngu ngốc đến đâu cũng biết xong quyền khó địch bốn tay lập tức điên cuồng hét lên một tiếng dậm chân xuống đất rồi bỏ chạy tiểu lữ bố bị ăn một ám chiêu đê tiện của hắn sao có thể để hắn đi lập tức cười giận dữ hét lên yêu ma như vậy là xong rồi sao ăn một đại kích của ta đi không màng tự thân an nguy đã cưỡi ngựa đuổi theo đám người cổ lực hãn lắp bắp kinh hãi rất sợ hàn nghị một mình xảy ra chuyện nên đồng hành đuổi theo lục cô chiêm khụ một tiếng nói cửu mệnh phong tử còn không đi qua viện thù thường tuyết hận cười hì hì nói với ngôn nhi nương ta thay phu quân của ngươi đánh nhau ngươi thiếu ta một ân tình lần tới lão tử muốn con nữ nhân xuống núi dùng trà ngươi giúp ta truyền tin hắn vừa lải nhải vừa cầm cương ngựa đuổi theo. Các cao thủ đuổi giết cường địch, Lưu Vân lại sớm đã bỏ ngã xuống đất, không nói nên lời, như thể đã chết. Lục Cô Chiêm vừa nghe người này gọi tên mình, sớm đã chú ý, chỉ là thấy khuôn mặt hắn đầy dâu ngắn nên không nhận ra, hắn lập tức xuống ngựa, ôm lấy Lưu Vân, trầm giọng nói, vị bằng hữu này, ngươi ổn chứ? Nói rồi vỗ vào mặt Lưu Vân để đánh thức hắn. Lục Cô Chiêm ôm Lưu Vân, vẫn chưa nhận ra hắn, lưu vân đã tỉnh dậy, đôi mắt anh trống rỗng, ngã vào lồng ngực lục cô chim, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, thoáng chốc gặp được lục gia truyền thụ võ nghệ cho mình, hắn a à thở dốc, nắm chặt bàn tay to lớn, nói lục gia, lục gia, cứu cứu chúng ta, liễu đồ đốc bị người hại chết, người dẫn ta lên núi, ta muốn tìm trọng hải, lưu vân từ khi thấy thảm án tới nay, suốt một tháng không có tin tức người nhà đã rất đau đớn và buồn bã nhưng lại không tìm được ai để nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy lục cô chiêm, trong lòng tất nhiên là kích động. Lục cô chiêm trong lòng dùng mình, người này đã nhận được chính mình, còn gọi sơn chủ bằng hai chữ trọng hải, đoán chừng nhất định là người trong triều đình, đang định nói lại, Lưu Vân đã nắm chặt hai tay, hoắc mắt đứng dậy hét lên, trọng hải. Nội thương phát tác, toàn thân mất đi sức lực, thân mình ngã về phía trước mọi người đại kinh thất sắc, cùng nhau đỡ hắn dậy. Lục cô chiêm ôm lấy Lưu Vân, nhìn từ trên xuống dưới một lúc rồi run giọng nói, Vân Nhi. Ngôn nhị nương nhìn hồi lâu, cũng sợ hãi cả kinh, hoảng nói, thật là Lưu Trạng Nguyên, hắn không phải mệnh quan triều đình sao? Sao có thể trở nên như vậy? Nàng ngày xưa từng gặp qua Lưu Vân ba lần, một lần hắn ám sát ngân duyên công chúa, một lần là ở khách điếm hoài khánh, Lần gần đây nhất là ở trận chiến Thiếu Lâm, chỉ là mặc kệ khi nào gặp nhau, Lư Vân vẫn luôn tỏ ra tao nhã, chưa bao giờ chật vật đến thế, môn nhị nương trong lòng hãi dị, không biết triều đình đã xảy ra đại họa gì. Lục cô chiêm nhíu mày, trong lòng âm thầm cân nhắc, không biết vì sao rất nhiều người đuổi giết Lư Vân, lòng đầy nghi hoặc, liền phân phó quân tốt sau lưng dẫn ngựa tới, sau đó bế Lư Vân lên, đặt hắn lên ngựa. Trước tiên trở về núi An Dưỡng rồi lại nói. Liền vào lúc này, có tiếng động vang lên, có thứ gì đó từ trong ngực Lư Vân rơi xuống, Lục Cô Chiêm đưa mắt nhìn xuống đất cẩn thận nhìn, thấy một ấn thạch, đọc từng chữ một, chính là hoàng đế chính thống chi bảo. Lục Cô Chiêm chấn động, hai vai run lên. Căn do truyền quốc ngọc tỷ là bí mật, chắc chắn không phải ai cũng biết, ngôn nhị nương không hiểu chữ chuyện, tất nhiên là lòng tràn đầy nghi hoặc, hoảng nói: đây là thứ gì? Lục cô chiêm hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, vật điểm sống. Mắt thấy ngôn nhị nương lòng tràn đầy kinh ngạc, lục cô chiêm tự cũng không tiện nhiều lời, lập tức ra hiệu cho mọi người, chúng kỵ vây quanh, đưa Lưu Vân và đứa trẻ mới sinh trở về núi. Trăng tròn treo cao trên bầu trời, trong tầm mắt có thể nhìn thấy, nơi trời và đất gặp nhau tối tăm, trước mắt sừng sững là một con hổ đen nằm trên mặt đất, vật khổng lồ to lớn đó đang nằm trong đại mạc Tây Cương, đang như hổ rình mồi, ngắm nhìn vùng đất Trung Châu hùng vĩ. Quân tình cấp báo, gián điệp mang về tin dữ, lòng căm thù của hoàng đế bùng lên, Trinh Bắc Đô đốc trở thành kẻ tuẫn táng đầu tiên của câu chuyện phục hồi. Hỏa thần trúc dung giống như thần tiên, thiên hạ loạn khởi, bắt đầu từ một nút thắt trong lòng hoàng đế, thiên tử suốt ngày sợ hãi, bị hỏa thần dụ dỗ, hắn dùng ôn nhuận ngọc tỷ làm lửa, dùng tiếng bi khóc của hoàng đế làm mầm lửa, lấy mưu mô của người trong thiên hạ làm cùi. Triều đình bị thiêu vì ngọn lửa hận thù, ngọn lửa náo động kia hủy bại kinh thành, hiện đang tràn về các khu vực lân cận, thiêu cháy bốn phía triều đình. Bắc cảnh cư dung quan, tây cương ngọc môn quan, hết thảy đều thành biển lửa, lửa lớn từng bước xâm bức, đột nhiên ngọn lửa dừng lại, tạm dừng ở một sa mạc bát phương quỷ vực, cửu châu cấm giới, đông nam tây bắc tứ phương đều dồn vào đây. Ngọn lửa có hung hãn đến đâu cũng không thể thiêu dụi nơi này. Nơi này là tổng trại nộ thương, nơi tụ tập tội ác trong mắt triều đình, cũng là nguyên hương quê cũ lùm cỏ thiên hà. Cho dù ngươi tàn nhẫn đến đâu, cũng không thể thiêu đốt ngươi. Ánh trăng chiếu rọi nhân gian, đủ cùng tu la vương so sánh thân ảnh uy vũ, đứng thẳng trên đỉnh đầu của con hổ đen đánh giá kỹ lưỡng tình thế thiên hạ. Liễu hầu ra ngã xuống. Thiện mục hầu như bàn thạch của vương triều cảnh thái, thiên hạ đi đến bước dung truyền bất an này, trinh bắc đô đốc phải bị đánh bại. Chỉ có 10 vạn quân mã của liễu trinh bắc thành ruồi nhặng không đầu, gian hùng mới có khả năng quật khơi. Thật đáng buồn đáng tiếc, liễu ngang thiên sụp đổ không phải bởi vì ai thù hận, mà là vì hắn nắm trên tay 10 vạn hùng binh, cái này gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Thành ngữ thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ ngọc quý mà thân phận của lão không xứng có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội. Thật tàn nhẫn, việc Lưu Kính không làm được, người kia lại làm được. Hắc hổ trên đầu nam tử thở dài, tiếng thở dài kia mang theo tiếc hận cùng oán giận, càng nhiều lại là kính sợ địch thủ. Nhổ Lưu Kính tiếp theo nhảy vọt qua giang sung, trực tiếp đi tới liễu ngang thiên, thợ cay độc, liêu liễu hai phái lần lượt sụp đổ, giang thái sư có năng lực cảnh giác nhất trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tình thế nghịch truyền. Hiện giờ hắn một bàn tay vỗ không vang, đã thành phế nhân, e rằng sẽ không thể phát huy được chút sức lực nào nữa. Trình Bắc Đô Đốc đã sụp đổ, Giang Sung cũng bị phế chuất, văn võ bá quan ăn bữa hôm lo bữa mai, tình thế nguy ngập nguy cơ. Khối đá cứng chặn cánh cửa nhất thống Giang Sơn, chỉ còn lại có chính mình. Nói cách khác, thiên hạ duy nhất còn có thể chống lại Tu La, cũng chỉ dư lại chính mình. Tần Trọng Hải, chấn trụ thiên địa cục diện. Hắc hồ đỉnh đầu nam tử hai mắt tỏa ra ánh sáng, nhìn chăm chú cảnh xa kinh thành phương đông. Bên phong hòa đài thám tử vội vàng tới báo, liên tiếp tấu ra quân tình, Hiếu phượng quân sư truyền thư hồi trại bắc kinh chính biến sắp tới thỉnh tướng quân tức khắc khởi binh bố trí hắn trong ba ngày sẽ chạy về sơn trại thành y tú sĩ năng lực hơn người với sự giúp đỡ của người này mọi thứ sẽ được kiểm soát tần trọng hải nghe được quân tình nhất thời nheo hai mắt lại thầm thở dài một tiếng thiên hạ anh hùng duy ngươi ta tiểu tử người quả nhiên nói được thì làm được thật sự muốn phục hồi đạt ma viện, cường địch một lần nảy lòng tham nguyện quân của mình, lúc ấy không chút nghĩ ngợi, lập tức mở miệng cự tuyệt. Hiện giờ tình thế nghịch chuyển, người nọ liền phá huyền quan, đã là không đâu địch nổi, hắn sau khi chính biến, bước tiếp theo liền muốn tới đối phó chính mình. Đến đây đi, người độc, ta liền cay, người tản nhẫn, ta càng mạnh. Chúng ta đấu một trận thật hay, tổng soái nộ thương khoanh tay, lạnh lùng cười liếc xéo cường địch ở ngoài vạn dặm. Cứ việc chính biến đi, nộ thương sớm đã có chuẩn bị. Người khiến hoàng đế thê ngươi mở đường, chúng ta sẽ thay ngươi xây cầu. Người mượn đao giết người, ta ám độ trần thương, ngươi xông thẳng kinh thành, ta sát nhập quan trung, ngươi làm ăn không có vốn, chúng ta liền làm ăn rẻ mạt. Trời cho cơ hội tốt, trai cò tranh nhau, thời cơ ngư ông đắc lợi rốt cuộc tới. Ám độ trần thương là một kế trong tam thập lục kế, kế này có nghĩa là chọn một con đường hay một cách thức tấn công mà quân địch không ngờ tới. Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán sở tranh hùng. Ai quản ai là thánh thiên tử đâu? Cục diện triều đình càng loạn, anh hùng nộ thương càng vui mừng. Bắc Kinh chính biến, tân hoàng vội vàng khôi phục ngai vàng, lão hoàng đế bận rộn chấn áp hoàng đế, hai bên đánh ngươi chết ta sống. Triều đình ốc còn không mang nổi mình ốc, lão tần hắn liền nhân cơ hội nhân cơ hội chiếm núi theo hiểm, thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Sau khi quân ngũ mã sát nhập quan trung, Đông tiến thời cơ chín mùi, đại quân nộ thương tùy thời có thể tiến vào lạc dương, từ đây cùng triều đình cùng ngồi cùng ăn. Người đó cho rằng chính mình cay độc nhất sao? Muốn so tâm nhãn, đấu quyền mưu, người còn kém xa lắm. Tổng soái nộ thương nhìn chằm chằm vào sa mạc rộng lớn, nhịn không được cười ha ha lên. Cuộc đời này tổng soái nộ thương không cần phải quỳ xuống, nhưng hắn khác với phụ thân tần bá tiên, hắn là chân chính phản tặc. Nỗ lực hơn đi, Bắc Kinh bố quân mấy chục vạn, người có thể kéo được bao nhiêu quân mã. Đừng ba lượng đã khiến chúng bị giết, cầm cự lâu hơn một chút. Tần trọng hải cao giọng cười to, liền muốn quay người xuống núi, bỗng nhiên một người truyền lệnh chạy tới hoàng thanh nói khởi bẩm sơn chủ trung nghĩa đường có khách của người tần trọng hải có chút nghi hỏi ngược lại khách nhân người truyền lệnh kia liên tục gật đầu nói đúng vậy lục gia thỉnh người nhanh xuống tần trọng hải gật đầu kể từ khi trùng kiến nộ thương tới nay trung nghĩa đường mở cửa rộng rãi lúc nào cũng có hảo hán tam sơn ngũ nhạc đến cậy nhờ không ngờ giữa đêm khuya cũng có anh hùng đến nương nóng lại không biết quan phủ địa phương có truy đuổi gắt gao nên nửa đêm mới lên núi hay không tần trọng hải tâm tình vui vẻ cười tủm tìm đi vào trung nghĩa đường đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ tử đang ôm đứa bé khẽ ngước mắt nhìn hắn chính là ngôn nhị nương tần trọng hải khụ một tiếng gượng cười tự cũng không nói thêm gì đang định gọi thuộc hạ hỏi chuyện chợt nhìn thấy một nam tử đang mềm oặt nằm ngủ trên ghế trong đại đường người nọ có khuôn mặt hình chữ nhật, dù cằm đã được dâu ngắn che đi nhưng diện mạo anh Tuấn vẫn không thể nhầm lẫn, người nọ là... Là... Lúc này, hổ tướng lục cô chiêm duỗi tay tới, trong tay nâng một ấn thạch, tần trọng hải trợn chừng mắt hổ, khóe miệng mỉm cười đã cứng lại. Lư vân tới, mang theo chính thống chi bảo tới. Thì ra là thuế, người mới là quyền mưu cuối cùng của cường địch. Tần Trọng Hải cầm lấy ngọc tỷ, đã ngây ngốc không nói gì. Phục hồi chính biến, ai có hiểm nghi nhất? 20 năm trước, phụ thân ai ủng hộ tiên hoàng, lên núi tạo phản, cùng cảnh thái đại chiến không ngừng. Một tháng trước, lại ai giấu ngọc tỷ, khiêu chiến đương kim, rốt cuộc mãn môn bị trừng phạt. Xong rồi, chi kỷ của ta đã mang đến đây phần đại lễ này. Nộ thương vốn là cái gai trong mắt hoàng đế, bây giờ hắn lại thu dụng trẻ con, giữ lại ngọc tỷ, ấn thạch vuông này giống như lửa dẫn, chỉ cần vài lần châm ngòi, lời đồn bay đầy trời, hoàng đế ngờ vực cùng ngọn lửa hận thù tất cả đều sẽ phát tiết trên người mình. Bắc Kinh mấy chục vạn bố quân sẽ không ngoan ngoãn mà canh giữ ở trong nhà, bọn họ sẽ bước ra cửa. Nộ thương thân ở nơi hiểm nghi, không còn đường sống cựu vãn, chỉ đành phải tấn công trực diện. Quân ngựa áp đảo đầy hận thù đang vây quanh, nộ thương nguy ở sớm tối, kinh thành phòng vệ phản thành hư không. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi không phải chính mình, mà là tên kia. Hắn muốn chính mình cùng hoàng đế đánh đến chết đi sống lại, để cho hắn nhẹ nhàng xuống tay khởi nghĩa, ngồi thu một Phật quốc Thái Bình. Đáng thương Lưu Vân Trung can nghĩa đảm, ngàn dặm xa xôi, lại là rơi vào tính kế của kẻ khác. Một bóng dáng cao ngạo hiện ra từ bầu trời đêm tĩnh lặng thân hình mảnh khảnh tự tin quay lại mỉm cười hắn giơ chén rượu trên tay mời mình uống tần trọng hải ngẩng đầu nhìn trời nghiến răng nghiến lợi hai vai run rẩy không thôi dương túc quan lão tử muốn rốt gân lột ra ngươi tần trọng hải mắt hổ tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm gầm lên giận dữ nhìn bóng người trên bầu trời đêm mọi người có mặt không biết hắn vì sao tức giận đều sợ hãi cả kinh lại chỉ có Lưu Vân ngủ đến an tường, mảy may không biết nguy nan đã ở trước mắt. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.